Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình giới thiệu kênh em tham gia trên nơi góp nhận 2 tóc cần Ben từ sàn BenQ Swap nha bạn. Để tham gia chơi án, nay các bạn click phần link mô tả, mở tay ra bấm chữ tab chatbot nè bạn. Rồi tiếp tục các bạn muốn continue nha các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh gấp kênh seller. Seller thì không follow nè các bạn. Các bạn mới đáp lại trên kênh gấp trên nhóm chat này các bạn. Tại Twitter thì bạn follow và retweet tăng 5 người bạn vào các bạn. Tại Twitter thì bạn theo dõi các bạn xuống đây các bạn like và tại tweet bị viết ra game các bạn. I don't do yet. Rồi các bạn chấp nhận như tự quyết nha bạn. Like and rồi chấp nhận như tự quyết nè. Các bạn tăng 5 người bạn của mình vào nha các bạn. À, tiếp tục các bạn gì bắt bấm test lại thôi các bạn. Sau khi các bạn test lại xong thì bạn mới đáp lại nữa. Rồi tiếp tục thì bạn follow medium nha bạn. Follow medium. Medium thì cái tài khoản này là bị khóa các bạn. Thì các bạn bỏ qua nha các bạn. Bạn bấm vào nút submit detail nè các bạn. Rồi thì bạn lướt cấp trang nha các bạn. Medium thì tài khoản bị khóa thì các bạn bỏ đi nha các bạn. Rồi các bạn lướt chờ cấp tra, các bạn bấm nút submit nha các bạn. Sau khi bấm nút submit các bạn bắt đáp lại. Các bạn bấm vào nha. Trời ơi, mình đã lướt cấp tra rồi mà. Ôi, các bạn bấm một chat chứ. Cấp tra sai. Rồi sau khi các bạn lướt cấp tra xong các bạn bấm nút chat, các bạn điền địa chỉ email của tất cả các bạn vào nha các bạn. Tiếp tục thì nhiệm vụ đây thì do những group bên trên lời quan trọng rồi bạn điền lời username telegram của tất cả các bạn các bạn vào setting copy username telegram của tất cả các bạn lại. Tiếp tục bạn gửi lại đường profile enter Twitter, gửi lại profile link Twitter của tất cả các bạn nha các bạn. Rồi sau khi các bạn gửi profile Twitter bạn thì các bạn gửi tiếp profile minimum các bạn, thì các bạn gửi đại cái đường link profile minimum các bạn đi các bạn, vì tài khoản của nó bị phá nó không có kiểm tra được các bạn. Mình gửi đường link profile minimum chỉ qua là mình vượt qua con bot thôi các bạn, vượt qua con bot thôi. Tiếp tục bạn gửi địa chỉ BNB Smart Chain nha bạn. Các bạn có thể dùng địa chỉ Chocolate hoặc là BNB Smart Chain trên sàn BNB cũng được nha bạn. Giờ mình cũng thông báo nha bạn. Token có cái hiệu là IETU cũng mới về nè các bạn. Mình đã về được 30 token nè các bạn. Rồi các bạn tìm địa chỉ với BNB Smart Chain các bạn. Hay gấp làm từ từ các bạn ơi, nó mới về rồi bạn mới đáp lại. Ồ, tôi cần Sabu 5.5. Con này lên từ 10 đô các bạn, 10 đô là xiền luôn. Bạn trước kia các bạn nào chatbot thì fan các bạn nha các bạn. Rồi bạn bấm vào balance đi chết số cần nè bạn. Rồi mình đã nhận được 2 tóc cần Ben nè bạn. Để link ghép với tất cả các bạn nè. Quýt gao thôi các bạn. Ok, chương trình hay gấp này nó sẽ phân phối vào kết thúc vào ngày 4 tháng 4 và phân phối vào ngày 20 tháng 4 năm 2020 các bạn. Ê, 21. Vậy video đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nha.